Công ty Luraco kính chúc quý đồng hương một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt 20 năm qua. Bắt nguồn từ những nghiên cứu cho quốc phòng Hoa Kỳ, Luraco sản xuất thêm các mặt hàng dân dụng như hệ thống điều khiển cho bồn tắm, ghế massage vật lý trị liệu, máy giũa cho nha sĩ, jet nam châm cho spa, v.v. Tất cả các sản phẩm của Luraco đều được sản xuất tại Hoa Kỳ. Luraco đã nhận được 43 bằng phát minh, có sức khỏe là có tất cả. Ghế vật lý trị liệu Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Tôi đang có mặt ở thành phố Fan Valley. Hôm nay là một ngày đặc biệt với một sự kiện đặc biệt, một thỏa thuận ký kết giữa hội Vinop chuyên về lĩnh vực bất động sản và Vietnam Airlines cho một sự kiện sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây năm 2024 tại Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với hai vị, một người là cựu chủ tịch, một người là hiện đương kim chủ tịch của hội Vinop. Mỗi người giới thiệu một tí được không ạ? Mindy giới thiệu một chút xíu. Dạ được, mến chào anh Lân và mến chào quý vị. Đây là Mindy Lương. Mindy là người sáng lập hội Vinop ở miền Nam Cali. Thì hội thành lập từ 2022 và 23, thì chuẩn bị bước qua 2024 là mình sẽ có tân chủ tịch kế bên. Thì hội là hoạt động là kết nối tất cả mọi người trong cái lĩnh vực liên quan tới ngành địa ốc để mà ra cùng chung tay với nhau để mà chia sẻ kiến thức, học hỏi kiến thức và làm những việc giúp ích cho cộng đồng đó. Giống như là chia sẻ những cái chương trình mua nhà lần đầu hay là down payment assistance như thế nào, rồi giúp cho mọi người có nhiều hiểu biết hơn về cái lĩnh vực địa ốc và đầu tư cho tương lai. Cái phạm vi hoạt động của Vinop là ở miền Nam California, ở quận Cam, hay là nó rộng hơn cái lĩnh vực đó ạ? Dạ, nó nói là miền Nam California có nghĩa là rộng hơn Orange County, luôn cả Los Angeles, San Diego, Riverside. Đó, thì mình có cái chapter ở miền Bắc Cali nữa. Đó là cái chapter đầu tiên founded in, tức là thành lập từ năm 2015. Đó, cho tới 2022 thì ở đây tụi mình mới mở ra một cái chapter ở Nam Cali, đó là 2022. Và rất là vui, chuẩn bị sẽ giới thiệu về cái người mà tân chủ tịch trong 2024, đây là anh Huy Nguyễn. Nói đùa tức là vui là vì sắp sửa hết trách nhiệm, chút trách nhiệm qua cho vai của người khác, có phải không ạ? Well, cái đó nói cho vui, nhưng mà sự thật là vui là mình pass được cái nhiệt huyết, cái tâm tư, cái tinh thần cho một cái board mới để tiếp tục làm những việc tốt, có ích cho cộng đồng. Yeah. Chúc mừng anh tân chủ tịch, anh giới thiệu đôi chút về mình ạ. Dạ, đây là Huy Nguyễn, thì hiện tại bây giờ là sẽ lấy giữ lại chức về chủ tịch của Vinop. Thì hiện tại thì một cái hội rất là tốt, chính vì vậy mà mình sẵn sàng thời gian để volunteer làm cái này, tại vì thật sự cộng đồng thì nói về địa ốc thì người Việt mình rất là mạnh về vấn đề nhà cửa đầu tư, thì nhưng mà mình phải có một cái hội nào đó để mình liên kết lại những người giỏi trong cái lĩnh vực này, mục đích giúp đỡ cho cộng đồng, thì cái đó là một cái mục đích quan trọng của Vinop. Người mới chắc chắn là sẽ có những cái kế hoạch mới, có những ý tưởng mới. Không biết là anh sẽ có dự định làm một cái điều gì mà trong 2 năm trước chưa từng nghĩ tới, chưa từng làm tới hay không ạ? Thật sự thì Vinop ở dưới này thì cũng chỉ là gần 2 năm thôi. Thành ra cũng một số các bạn địa ốc này cũng biết tới, mà cũng rất là nhiều người cũng chưa biết tới về Vinop. Thành ra mình nghĩ là cái mission mình trong những ngày tháng sắp tới là làm cho Vinop cho nhiều người biết thêm. Đó là quan trọng nhất trước khi mà mình làm những cái chuyện lớn hơn. Bây giờ mình đang trong cái còn cái baby step là cho người ta
biết được VNAP là gì, recognize cái hội VNAP như thế nào để có thể là giúp đỡ cộng đồng được, giúp đỡ cho tất cả mọi người. Làm cho nhiều người biết tới hơn hội hoạt động như thế nào. Chị Mindy là cựu chủ tịch, có thể cho biết rằng là hiện nay là thành viên của VNAP là có bao nhiêu người và họ đang là những cái trong cái ngành nghề nào của real estate thưa chị? Thành viên của VNAP hiện tại là gần 200 người, có những ngành nghề liên quan tới lĩnh vực địa ốc, lĩnh vực về finance, về bảo hiểm, về title, escrow, thậm chí luật, tất cả những cái ngành nghề gì mà có thể liên quan tới để mà giúp cho mọi người về gọi là professional, mà đa số là về địa ốc. Nhưng mà thậm chí có những ngành nghề khác nữa, những cái anh chị trong những cái lĩnh vực về giải trí hoặc là về làm đẹp cũng là những thành viên của VNAP nữa, tại vì ai cũng có nhu cầu về địa ốc, về đầu tư, về nhà cửa hết. Cho nên hội mang đến cái tinh thần rất là tích cực, rất là gọi là lan tỏa, giúp đỡ nhau, cho nên mọi người vui đến với nhau để mà cùng chia sẻ. Tiêu chuẩn để tham gia là gì và cũng như là có hội phí hay là như thế nào hay không? Tiêu chuẩn đơn giản thôi, chỉ cần có tấm lòng, yêu thương cộng đồng, giúp đỡ cộng đồng và chung tay với nhau để mà làm nhiều việc tốt, không bất kể ngành nghề nào hết. Và cái phí đơn giản cũng chỉ là một năm có 100 đô la một năm thôi, và mình có rất là nhiều hoạt động hàng tháng rất là bổ ích. Tiêu chuẩn chỉ cần là có tấm lòng thôi, chứ không phải là như là mấy người real estate thì tiêu chuẩn cần phải là có từ 2 tới 3 căn nhà gần biển hay là gần chợ gì đó. Mấy cái tiêu chuẩn đó thì người ta bận rộn với lại nó giỡn thôi, chứ thật ra hội luôn luôn welcome tất cả mọi người có cái tấm lòng và có cái ý cùng nhau giúp đỡ. Cảm ơn rất nhiều. Ngày hôm nay thì có thể nói là một cái hoạt động mà được tham gia cũng rất là đặc biệt, đó là cái việc lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai phía Vietnam Airlines và VBI Global cũng như là VNAP. Thì có thể cho biết cái nội dung của cái chương trình đó là như thế nào? Cái nội dung ký kết hôm nay là hội VNAP, tức là hội bất động sản, với là hội VBI, tức là hội doanh nhân của Việt Nam mình đó, là sẽ có một cái chương trình đưa người Việt Nam, đại diện của nước Mỹ về bên Việt Nam để mà có những cái hội nghị để mà kết nối giao thương làm việc với lại hai bên, giúp nhau, tức là giúp những người ở bên Mỹ cũng có thể hợp tác về chia sẻ với Việt Nam, và giúp Việt Nam cũng có thể chia sẻ hợp tác với bên Mỹ để mà cùng nhau tiến lên về kinh tế. Thì cái trip đó là đi về Việt Nam là khoảng tháng 10, và cái Vietnam Airlines có mặt ở đây là một cái tổ chức rất là quan trọng, sẽ đứng ra là cái nhà tài trợ đầu tiên và lớn cho cái chương trình này. Cho nên là đây là cái lễ ký kết hợp tác giữa Vietnam Airlines và hội VBI và hội VNAP. Vietnam Airlines là cái tổ chức tài trợ đầu tiên và tài trợ chính, không có nghĩa là tài trợ duy nhất. Nếu mà những cái đối tác khác mà nếu muốn tham gia tài trợ cũng vẫn còn cái cơ hội như thường. Dạ đúng rồi, chắc chắn anh. Phải không anh Huy? Thật sự là có rất nhiều những nhà tài trợ cho VNAP. Bao gồm tất cả những nhà bank lớn như là hồi đó có US Bank, Bank of America, những nhà bank lớn, và tại vì tất cả những công ty lớn người ta đều có những cái fund để nó giúp đỡ cộng đồng, thì người ta thường thường người ta sẽ sponsor cho những cái hội như vậy, mục đích là để phát triển cộng đồng. Cái expo này vào ngày 7 tháng 10 năm 2024 đó là về ngành bất động sản. Một tuần tới ngày 12 tháng 10 luôn. Dạ. Và cái đó là nó chuyên về ngành bất động sản hay là nó về nhiều ngành nghề khác nhau? Là nó vừa là bất động sản mà vừa là cho hội doanh nhân. Doanh nhân là rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Tại vì những người mà làm kinh doanh ở Việt Nam luôn muốn có cái nhu cầu đưa sản phẩm qua bên Mỹ và qua nước ngoài để mà quảng bá ra, để mà mở rộng thị trường. Đó, cho nên là rất là cần những cái người ở bên đây để mà làm cầu nối, kết nối cho hai bên giao thương với nhau để mà cùng phát triển kinh tế. Tức là những doanh nhân ở đây, những hàng hóa ở đây tìm đường về Việt Nam cũng được, mà ngược lại những hàng hóa Việt Nam hoặc là những doanh nghiệp Việt Nam muốn làm đây cũng đều qua cái hội nghị này, qua cái conference này, qua cái expo này mà có thể tìm hiểu. Dạ đúng rồi, thì đó, thì nhờ như vậy mà hai bên sẽ cùng nhau có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa. Đó, giống như là ở bên Mỹ có nhiều người cũng chưa có cơ hội đi về Việt Nam du lịch, hoặc là nếu mà đi thì cũng chưa có biết rõ. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội cho mọi người về Việt Nam để mà du lịch, để tìm hiểu thêm văn hóa về đất nước Việt Nam. Dạ. Đó. Và một lần nữa là tiêu chuẩn để mà tham gia cái hội nghị này, kể cả những doanh nghiệp ở Mỹ lẫn những doanh nghiệp ở Việt Nam là như thế nào ạ? Tiêu chuẩn thì nói ra là cũng có đó, tức là đại diện
thì thật sự mình cũng phải rất là chọn lọc, chứ không phải là ai cũng đi được. Tức là những người đó về Việt Nam phải thật sự là có cái ý là muốn phát triển cho hai bên đó, cho nên là về là chủ yếu là cho cái chương trình mà phát triển hai bên, chứ không có là riêng tư. Thì chỉ cần là có mục đích tốt cho hai bên cùng phát triển nha. Cảm ơn. Anh có bổ sung gì không ạ? Dạ thật sự thì hiện bên này nó không đầy đủ lắm rồi. Dạ. Vậy thì thôi thì sắp sửa Tết, hai vị có thể cho một lời chúc Tết tới khán thính giả của Phố TV khắp nơi, trong đó sẽ có những doanh nhân, doanh nghiệp nghe về cái chương trình này và cũng muốn tham gia vào chương trình này ạ. Mindy Lương là broker owner của công ty HPT Realty and Finance ở Westminster ngay góc Bosan Brookhurst, và cũng là cựu chủ tịch của hội VNOP, Hiệp hội Bất động sản ở miền Nam Cali. Đại diện cho hội xin gửi lời chúc Tết đến tất cả quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và gặt hái được nhiều thành công, nhiều ước mơ của mình trong năm tới. Yeah. Dạ, đây là Huy Nguyễn, hiện tại đang là manager cho Prime Lending ở góc đường Bosa và vườn Brookhurst, đồng thời cũng là president của hội VNAP. Trước thềm năm mới thì Huy xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới vạn sự như ý, bình an và thành công trong mọi lĩnh vực trong năm Giáp Thìn này. Xin chúc mừng năm mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một trong những người là thành viên sáng lập của hội VNOP từ Bắc California tới tham dự cái sự kiện ngày hôm nay. Chào anh Lân, thì chào quý vị khán giả. Evan là một trong người sáng tạo của VNOP. 2015, Evan là người founding president của VNOP, tức là Vietnamese National Association of Real Estate Professionals ở Silicon Valley. Hiện tại bây giờ Evan là sitting on a national board as the vice chairman. Đây là lần thứ ba VNOP sẽ có một cái sự kiện lớn như vậy ở Việt Nam, và kỳ này thì chắc chắn sẽ có chặt chẽ và thành công hơn với sự hợp tác và support của Vietnam Airlines. Thì Evan nghĩ đây là một cái sự hợp tác rất là hay, tại vì chúng ta làm một cái expo rất là vĩ đại và rất là lớn ở Việt Nam, và đem những cái kiến thức để chia sẻ về về Việt Nam, về công nghệ, về cách mà làm ăn business bên VBI và bên VNOP sẽ nói riêng về bên bất động sản. Thì Evan đây nghĩ đây là một cái sự hợp tác rất là hay, và cảm ơn Vietnam Airlines đã gọi là sponsor và support cái event này. Những người mà tới tham dự cái expo vào tháng 10 tới đây đó, thì kể cả những người doanh nghiệp từ Mỹ về hoặc là những người doanh nghiệp từ Việt Nam tới tham dự, họ sẽ tìm hiểu được những gì, họ sẽ học hỏi được những gì? Em nghĩ là đây là những cái một nơi mà chúng ta có thể chia sẻ. Thứ nhất, nói về bên địa ốc thì chúng ta sẽ đem những cái cách mà làm việc đầu tư hay ho và bên Mỹ, có thể chia sẻ với cho bà con chúng ta ở Việt Nam có thể tìm cách những cái cơ hội hay ho gì đó họ có thể đầu tư bên Mỹ này. Ngoài đó ra thì về kinh doanh, cách làm việc, cách thủ tục, cách nào tốt nhất để thứ nhất để đem lại những cái hữu ích và cái lợi ích cho những cái người Việt Nam mà họ muốn đầu tư bên Mỹ. Hiện nay thì có rất là nhiều những cái sản phẩm từ Việt Nam, chất lượng thì từ từ được cải thiện, đặc biệt là những mặt hàng về nông sản rất muốn phát triển ra những cái thị trường nước ngoài như là Mỹ vân vân. Thì qua cái expo này thì có cơ hội cho những cái sản phẩm đó hay không? Em nghĩ chắc chắn đây là một cái nơi mà chúng ta có thể có nhiều cái opportunity, có nhiều cái cơ hội cho những cái người mà có những cái sản phẩm tốt mà họ muốn đem qua. Thì đây là một cái nơi expo này chúng ta hy vọng là sẽ gặp được và kết nối những cái mấy mối quan hệ mà VNOP, VBI sẽ đem về Việt Nam và kết nối với những nhà kinh doanh ở Việt Nam, thì chúng ta sẽ có những cái relationship đó. Ngay tại buổi lễ ký kết giữa Vietnam Airlines và hội VNARP, chúng tôi sẽ nói chuyện với phía đại diện của Vietnam Airlines là nhà tài trợ chính thức cũng như là nhà vận chuyển chính thức cho chương trình này. Đây là năm thứ ba mà Vietnam Airlines khai thác trực tiếp đường bay thẳng tới Mỹ.
Hiện nay thì chúng tôi vẫn đang chỉ kết nối đường bay tới San Francisco, nhưng chắc chắn trong tương lai không xa thì Los Angeles sẽ là điểm đến kế tiếp của Vietnam Airlines. Thế thì Vietnam Airlines có một cái sứ mệnh là không chỉ kết nối các điểm đến trên toàn cầu, mà chúng tôi cũng luôn luôn hết sức là tự hào khi nhìn thấy cộng đồng người Việt Nam của chúng ta rất là thành công, đặc biệt là ở trên đất Mỹ. Thế thì lần này với tất cả những cái niềm tự hào đó thì Vietnam Airlines quyết tâm và quyết định chúng tôi hợp tác với VNARP và VBI để cùng tổ chức một cái sự kiện hết sức là đặc biệt và mang lại rất nhiều ý nghĩa cho cái sự phát triển về kinh tế, kết nối, giao lưu văn hóa, chính trị, xã hội được tổ chức vào tháng 10 năm 2024 tại Việt Nam. Thế thì tại cái hội nghị và cái diễn đàn này thì Vietnam Airlines sẽ là nhà tài trợ chính thức, vận chuyển chính thức, và chúng tôi cam kết là sẽ mang đến cho tất cả những người tham gia một cái trải nghiệm của những chuyến bay hết sức là an toàn, chất lượng, và rất là mong là trong thời gian tới thì cộng đồng người Việt Nam tại California nói chung sẽ tiếp tục ủng hộ Vietnam Airlines. Thế thì ngoài việc mà bảo trợ chính thức cũng như là nhà vận chuyển chính thức cho cái hội VNARP này đó, thì ngoài ra có những hội khác hoặc là những cái tổ chức thương mại khác mà Vietnam Airlines đã hoặc là sẽ dự định hợp tác với trong thời gian tới hay không, thưa anh? Chúng tôi cũng đã và đang tiếp tục làm rất nhiều các cái chương trình khác hướng đến làm sao đó để Vietnam Airlines có thể chớp được tất cả những cái cơ hội để hướng tới cộng đồng của mình. Chúng tôi bay đến Mỹ là đầu tiên là để hướng tới cộng đồng, để phục vụ bà con kiều bào. Còn sau đó thì là câu chuyện về cầu nối kinh tế giữa hai quốc gia. Nó là câu chuyện về kết nối văn hóa, con người. Để làm sao đấy, lâu dần thì Vietnam Airlines sẽ đóng vai trò không thể thiếu trong cái công cuộc xây dựng và các cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Anh có thể chia sẻ là cái tiêu chuẩn như thế nào để có thể hợp tác được với Vietnam Airlines đối với lại các công ty, các hội ở đây, thưa anh? Chúng tôi thực sự là không có bất kỳ một tiêu chuẩn gì cả. Đây là một cái sự willing trong cái việc là kết nối và xây dựng cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở trên đất Mỹ. Thế thì chúng tôi luôn luôn rộng mở và đón chào cũng như là đi tìm kiếm tất cả những cái cơ hội để làm sao đó bà con kiều bào của chúng ta có thể mỗi ngày một gần nhau hơn một chút. Thì đấy chính là sứ mệnh của Vietnam Airlines. Anh có nhắc tới sơ về cái đường bay Los Angeles sẽ được mở tới trong tương lai. Đó cũng là điều rất nhiều người ở cái vùng Nam Cali này quan tâm. Tại vì muốn đi Vietnam Airlines nhưng mà bảo là phải đi thêm một chuyến lên trên San Francisco thì cũng hơi bất tiện. Kế hoạch đó như thế nào một cách cụ thể trong tương lai anh có thể chia sẻ không? Hiện nay thì sau đại dịch Covid thì Vietnam Airlines cũng như rất nhiều những hãng hàng không khác trên toàn cầu đang phải restructure lại, sắp xếp làm sao đấy để các cái nguồn lực của một hãng hàng không được sử dụng hiệu quả. Thế thì Vietnam Airlines cũng không phải là một ngoại lệ. Thế chúng tôi nếu không có đại dịch Covid thì có lẽ là bây giờ là đã bay đến Los Angeles rồi. Thế tuy nhiên chúng tôi cũng đã có điểm bay Los Angeles và Houston trong cái chiến lược phát triển của mình. Và tôi rất là kỳ vọng là đến năm 2025, dự kiến là từ tháng 10 năm 2025 thì đường bay Los Angeles sẽ chính thức được mở để phục vụ bà con. Cảm ơn anh rất nhiều. Và một câu cuối là nhân dịp gần Tết như thế này đó, anh ghi nhận là cái việc bà con từ Mỹ mà đặc biệt là từ California về Việt Nam nó cái số lượng nó như thế nào so với lại những ngày tháng khác trong năm, thưa anh? Năm nay thì có một điểm khác biệt hơn so với cả hai năm trước là nhiều bà con nhà mình thì để dành là ra đến sau Tết hoặc là để tới hè thì mới về Việt Nam để thăm gia đình, bạn bè và chơi Tết ở Việt Nam. Thế thì chúng tôi vẫn đang có 4 chuyến bay một tuần bay từ San Francisco về thành phố Hồ Chí Minh, và đa phần thì các chuyến bay cũng đều hết chỗ cả. Và theo như chúng tôi theo dõi thì bà con của chúng ta vẫn một lòng hướng về Việt Nam và
sẵn sàng là quay trở về để đóng góp thêm cho cái sự phát triển sau này của đất nước. Nhân dịp xuân mới, Vietnam Airlines xin được kính chúc tới các bác, các cô, các chú và toàn thể các quý vị khách hàng một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc. Xin cảm ơn và chúc đài truyền hình Bosa TV một năm mới hết sức thành công và sẽ càng ngày càng có được sự ủng hộ của đông đảo bà con cô bác ở trên đất nước Mỹ xa xôi. Dạ, xin cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Yeah. Kính chào quý vị, tôi là luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, luật sư điều hành của tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group, dành cho quý vị đang quan tâm đến vấn đề di trú Mỹ hay muốn tìm hiểu về cách thức định cư hợp pháp và hiệu quả. Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi chia sẻ trực tiếp trên kênh phố Bosa TV. Chương trình sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 vào mỗi thứ tư hàng tuần lúc 5 giờ chiều.